của gia đình con về chùa. Con nghĩ theo phẩm 11 kinh Địa Tạng nói thì việc làm của thầy là không đúng, nhưng vì là sư thầy nói nên con cũng đành làm theo. Nhưng rất thắc mắc, trong pháp hội hôm nay con xin kính thầy giải đáp cho con được rõ để thờ Phật theo đúng pháp đúng lý. Con xin cảm ơn thầy. Đấy, có nghĩa là gọi là có tin nhưng mà chưa sâu, có tin thầy giảng nhưng mà chưa sâu, cho nên mới để một cái ông thầy ông đến là gì, mình theo Phật tụng kinh bao nhiêu năm nay an lạc rồi, rất an lạc. Ông thầy ông đến là lễ cho một cái là để ông nghe nói là ở nhà không được thờ tượng Địa Tạng, chỉ được thờ ảnh Địa Tạng thôi, và để trong bê ra chùa mất. Thế mà cũng gọi là có niềm tin chân chính đấy. Có niềm tin chân chính nhưng mà gì, mà không vững vàng, gọi là mới gió một chút đã lay rồi. Chúng ta tu làm sao cho bát phong gì suy bất động chứ lại tám gió ái ố hỉ nộ vân vân ở thế gian, nó tâm chúng ta chẳng động. Cái này mới cái sư thầy đến dọa cho một câu đã gì, đã sợ rồi. Đó, làm gì có đạo lý ấy. Kinh nào Phật dạy chúng ta là ở Phật tử tại gia chỉ được thờ tranh Địa Tạng mà không được thờ tượng Địa Tạng, có không? Kinh Địa Tạng dạy vậy không? Kinh Địa Tạng dạy là gì? Cung kính, tôn trọng, đối trước tranh ảnh tôn tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cung kính đỉnh lễ, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được vô lượng công đức, bao nhiêu tội chướng ở đời trước được tiêu diệt, và bao nhiêu phúc báo đời này và đời sau chúng ta được gì, được hưởng cơ mà. Chúng ta y theo lời Phật hay y theo lời sư? Sư mà nói đúng chính pháp thì chúng ta y theo, còn sư mà không nói đúng theo chính pháp, chúng ta liền là A Di Đà Phật, con sám hối thầy. Con sám hối thầy thì thôi, thì chúng con đã nhất tâm rồi, thầy có hoan hỉ cho chúng con thờ, nói thế cho vui, và lần sau đừng có bao giờ mời bà ấy đến nữa. Nó phán cho vài câu mà sợ, giống như một Phật tử ở bên Canada và bên Pháp ấy, gọi điện về cho tôi suốt. Và một lần nữa, Phật tử này gia đình gặp khủng hoảng, cũng xem ở trên mạng, nghe giảng kinh Địa Tạng của chúng tôi, và gia đình rất hoan hỉ và vị phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, thì nó giải quyết được vấn đề khủng hoảng của gia đình. Vị ấy gọi điện về cho chị em ở trong miền Nam, cũng giải quyết vấn đề khủng hoảng. Mà chúng tôi nói là có một đứa cháu gái nó bỏ đi mấy năm trời đó, tự nhiên nó bỏ về đó. Đứa cháu gái của bà ấy, tự nhiên nó về, nó xin lỗi bố mẹ nó và nó trở thành một người con ngoan ngoãn bình thường để làm ăn, mà nó đi giang hồ bụi đời tứ xứ mấy năm trời, mà con gái đó quay về. Thế xong rồi á, thì Phật tử này bắt đầu là thích quá, mà bắt đầu là gọi điện về thầy gửi một cái pho tượng Địa Tạng với mấy bộ kinh Địa Tạng từ Việt Nam này sang tận bên Pháp cho cô ấy, và cô ấy thờ. Cô thờ, cô tụng kinh rất an lạc, cả gia đình vợ chồng con cái bên đó đều hoan hỉ. Thế bây giờ là có một sư cô ở tu ở gần ở cách đó mấy chục cây số, mới đến nhà để chơi, nhìn thấy trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và nói rằng ôi Phật tử thờ thế này không đúng. Địa Tạng là chỉ ở trong chùa thờ ban vong thôi, thờ Địa Tạng ở nhà vong nó đến nhiều lắm, không được thờ trong nhà để gặp họa đấy. Thế là Phật tử sợ quá, không biết làm thế nào, gọi điện về cho tôi. Tôi mới khuyên, tôi bảo vậy thì Phật tử học theo kinh hay là học theo gì cái vị sư ấy? Thì bảo là con tin theo kinh. Tôi hỏi là tin theo kinh hay tin theo Phật, hay là tin theo vị sư ấy? Thì bảo con tin Phật, con tin kinh. Và tin Phật tin kinh thì đừng có nghi ngờ gì nữa, hãy nhất tâm mà tụng đi. Một vị sư mà như thế, tức là sư gì, học hành chưa đến nơi đến chốn, chưa có sự nghiên cứu sâu sắc về giáo lý của Đức Phật nói chung và kinh Địa Tạng nói riêng, cho nên mới phát ngôn ra là gì, tượng Địa Tạng và tranh ảnh thờ Địa Tạng là chỉ ở trong chùa mới được thờ, và chỉ được thờ ở gì, ở dưới ban vong. Các quý vị thấy, tới đây chùa Khai Nguyên này có một cái nơi trang trọng, đó là cái chùa Một Cột ở ngoài ao rất đẹp. Chùa Một Cột thì bình thường các nơi thì thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng ở chùa Một Cột, chùa Khai Nguyên này gì, tôi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta thấy bước vào chùa một cái là gì, gặp Bồ Tát Địa Tạng rồi. Để cho mọi người thấy là gì, cái quan niệm sai lầm của họ trước đây là Địa Tạng Bồ Tát chỉ là độ cho gì, độ cho vong, chứ không độ cho người sống của chúng ta. Và cho họ phải nhìn nhận lại cái cách gì, cách học và cách giảng dạy, cách giáo dục của một số những vị tăng ni, do chưa nghiên cứu kỹ mà gì, cứ nghe người trước nói thế này mà mình cũng đi truyền thế kia, như vậy là sai. Phải nghiên cứu kỹ lời Phật dạy ở trong kinh và giáo lý giáo điển ở trong kinh để mà
truyền bá thì nó mới đúng chính pháp được. Cho nên trường hợp này thôi, Phật tử thầy khuyên là thôi, chuyện nó xảy ra như thế rồi về thì tôi không phải lo. Còn thầy mang tượng ra chùa rồi thì thôi, không phải đi đòi lại nữa. Thì hôm nào lên đây muốn thờ tiếp thì lên là sưởng tượng, thì bảo sưởng tượng cúng một pho cho cụ về, cụ thờ cho nó yên tâm, tạo phúc, đỉnh lễ tôn tượng của ngài á, được một cái thì phúc sinh vô lượng, chứ không có tội lỗi. Nếu mà tội lỗi do thờ địa tạng á, mà tội lỗi bao nhiêu, cứ kêu ông Thịnh, ông ấy thì ông ấy gánh hết cho. Phúc thì các cụ hưởng, mà tội đâu á thì ông Thịnh ông chịu. Tôi chịu hết cho các cụ. Nếu các cụ thờ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát ở nhà mà bị tội á, thì cứ kêu là bao nhiêu cái tội đó ông Thịnh ông chịu hết đi, tôi sẽ chịu cho các quý vị. Nếu đọa trong địa ngục tôi sẽ vào địa ngục thay cho các quý vị. Còn các quý vị cứ ở ngoài mà hưởng an vui hạnh phúc đi nhá. Đó. Đấy. Vỗ tay câu đó cũng đáng đấy. Nhưng mà biết đâu. Nhưng mà thờ phải thờ đúng chính pháp. Thờ mà thờ sai á, thờ để gì? Để lừa đảo mọi người á. Có nghĩa là sao? Tức là lập lên ban thờ để kêu các Phật tử đến á, để bảo Phật tử bỏ tiền vào đó để gì mình lấy tiền để tiêu á. Như vậy là thờ sai, đọa địa ngục, cái đó tôi không chịu trách nhiệm. Cái đó phải tự mà đi đọa đấy. Như trường hợp trên Ba Vì có một Phật tử như thế, đi đến một ngôi chùa. Ngày xưa làm nghề đi bán thịt lợn ở ngoài chợ, nhưng mới học đạo Phật được. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.